Thì ok, bây giờ mình sẽ qua review giày của thằng Mập và thằng Bảo. Bảo ơi, đây là cái tủ giày của bọn nó. Tại không biết sao lại treo đồ. Review ra, không muốn review. Review đi. Đây là đôi giày đặc biệt của Van. Đôi giày má này 50 năm thành lập của Van. Ok, thấy rồi. Đôi này cho định mộ quá. Ờ, chắc vậy. Nát bấy tí. Nát bấy rồi, trời, xài nhiều quá rồi. Đôi này là quên luôn tên rồi. Timberland thường mà Crusher của thằng Mập. Rồi, ok. Này khoảng tầm triệu mấy. Okay. May quá. Cái này chắc cũng triệu mấy. Ồ, may rồi quá. Rồi 200. Cái này của Mập mua phát ngoài chợ Đà Lạt. Cái đó, chợ đêm Đà Lạt. Cái đó thôi. Còn cái này là khoảng 2 củ rưỡi. Cái này khoảng 4 củ rưỡi. Đôi em đi XR1. Ủa, cái đôi màu xanh lá cây. Từ chưa đôi giờ lá cây là... Chưa giờ thấy đôi nào màu xanh lá cây luôn. Ừ, đôi này hơi cũ. Đôi collab. Nhưng mà đôi này cũ lắm rồi. Mình không nhớ giá tiền nữa. Hình như có vài, hình như khoảng 4 triệu mấy trên StockX. Rồi này là đâu vậy ta? Em mắc máy á, không nhớ. Thằng Mập kia mắc máy á, không nhớ. Thôi, thằng Mập bảo nó thích màu cam nhưng mà nó không có cái đồ gì để mặc với cái này vậy đó. Này không hẳn là màu cam nữa, nó màu dạ quang. À, cái này đôi giày đôi BDS của Mập. Đây này đôi Pretto 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi ơ chứ cơ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng review cái mà bọn mình đã ký lên cái đôi giày này mình đấy. Trên đi. Thằng Mát nó viết lên chữ E đây luôn, nó thành chữ Mát. Chữ Mát luôn. Còn cái sáng tạo. Cái đôi giày này nhìn dơ như chó các bạn thấy. Dơ quá chưởng luôn. Rồi dơ. Còn cái này cũng mập. Đôi này cũng mập. Cái này cũng mập. Không biết đôi này có gì. Cái quần gì vậy? Ok, chúng ta review giày của Bu. Giày Bu việc nghèo lắm, Bu đâu biết đâu ấy người chơi giày đâu. Đôi này Adidas đời tôi không biết đọc tên nhưng mà đôi này như 3 triệu mấy. Ok. Trời mặt quá. Thì ở sau cái chỗ này là có cái đống giày và đống vớ sida của mình. Đây là cái đôi bạn mình cho mình. À, còn đôi nè. iPhone 3 hả? Đây là Jenny. Của mình đó là bình thường. Bộ bảo là bình thường, có một cái chữ Zero ở ngay đây. Con này có chữ, đôi này có custom của Off-White. Custom Off-White. Lên. Nhưng mà ít đôi... mang phải chữ. Nhưng mà tại vì ít mang, tại vì nó chật quá. Hồi đó mình không biết canh size kiểu US á, mình mua sàn size 6 hay 6 rưỡi gì á. Mang vô nó bó chân. Rồi đây, giới thiệu giày của ông Bảo. Đây là đôi giày, đôi dép của mình. Đây là đôi dép của mình chứ không phải đôi giày đó. Đạp đế mình mang đi, ở nhà mình không có dép nên là mình mang ra phần mang cái này. Đạp đế. Đây là đôi Nike Air của thằng Mập. Mình chỉ biết nó ghi là Nike okay, Air thôi. Được rồi, có vẻ là mỗi người trong nhà đều có một cái giày. Chết cha rồi. Đôi giày này lâu rồi mình không có clean nó. Đó là Adidas Plus gì đó quên mất tiêu rồi. Màu đỏ. Ừ, màu đỏ. Con này màu còn đỏ. Nhớ lúc Jenny mua là 4 triệu, giảm giá còn 2 triệu. Giảm giá 5%. Phải không giờ không hay là xạo ta. Bạn đồ xịn hay gì đó rồi. Xịn không? Cái này là second hand hả? Cái ngứa luôn. Anh ơi, fan gửi tặng một Jordan nữa. Ô xịt. Anh ơi. Ô Nike. Ô Nike cho mày đâu rồi. Ô Nike. Ấy ngược. Là qua bên này mới được. Thiệt không? Oh my god. US 4041 US là 77.5 với 7. Cái này là fan ruột chắc chắn luôn. Năm cũ. Bảo có đôi anh. Em có một đôi mắc hơn đôi này tí. Nếu mà nói gì cái lịch sử của nó thì cái này là nó sâu qua từ năm 2006 rồi, 2016 rồi. Ủa, vậy hả? Ừ, đây là làm từ năm 2016, nó sâu qua từ năm 2016 chỉ có một đợt à. Cái hai là human race là như kiểu là phân biệt để nạn phân biệt chủng tộc á. Bây giờ thì đi mang mấy đôi này đi bảo vệ, bảo kê, bảo vệ. Ừ. Bảo vệ đế đúng không? Chứ không phải là cái phong kia. Ừ, bảo vệ đế thôi. Chứ hiện tại chưa cho nó thích chống nước được. Hình như cái giày này không cần đâu mà. Thôi con bé cũng nên xịt. Ừ, nên xịt rồi, ok.
Thì ok, bọn mình vừa mới đi về từ cái buổi gọi là từ cái chỗ chúng ta vừa mới đi gọi là bảo vệ giày về, bảo trì giày về, thì nó sẽ có một cái tác dụng đó là bảo vệ cái đôi giày của mình ra khỏi nó có thêm một cái lớp nano để lên đôi giày để mà các bạn không bị dính nước, dính nước đó. Và bị mòn đế cái kiểu ấy là bây giờ thì mình chỉ thử cái phía trên này. Phía trên đi, nước đi, không đi. Có nước không, có nước không, đi về đi, đi về đi, 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 đi. Nhà vệ sinh rồi phải. Đây mình đã lấy được miếng nước rồi nè. Thôi. Ông phải không dính luôn á. Không dính hả? Kỳ vậy. Ui, nó chạy ra ngoài thiệt mà. Cái giày chỗ nó dính. Hình như chưa thấm, nó mới làm hình như chưa thấm á. Chắc mai mới thấm. Chắc mai nó mới thấm mà bọn chưa dịu mình phá. Không coi video này. Bọn chuối không coi video. Em không biết gì đâu chuối ơi. Thôi giấu lại đi, để lại cho cũ đi mà. Kiss the good life. Good. Kiss the good life.